Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Vẻ đẹp cuộc sống. Quý vị thân mến, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ Nhật Cường. Dạ xin được chào anh ạ. Dạ xin chào Bình Minh. Dạ lâu lắm rồi được trò chuyện cùng anh như thế này đây ạ. Vâng, quý vị thân mến, nghệ sĩ Nhật Cường là một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu của Việt Nam và gắn bó với rất nhiều quý vị khán giả và để lại trong tim của khán giả rất nhiều tình cảm. Vâng, anh Nhật Cường thân mến, hãy chia sẻ đôi chút về cơ duyên khi anh đến với nghề được không ạ? Anh đến với nghề này một chuyện tình cờ. Đầu tiên là anh thi vào trường Đại học Bách Khoa nhưng mà thiếu điểm xuống trường cao đẳng. Thì lúc đó là có một cái cơ duyên là đoàn nghệ thuật là các thầy cô ở trường nghệ thuật sân khấu 2 ra thành phố Nha Trang để tuyển thí sinh. Và thí sinh năm đó là khóa 8 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó chưa là đại học hoặc là cao đẳng, lúc đó trường nghệ thuật sân khấu 2 đăng ký vô thi đại chứ chưa có tính là thi thiệt. Thì lúc nhỏ là anh cũng có mê cái bộ môn kịch câm gọi là phan tê binh, thì anh có học qua cái lớp kịch câm thì cũng tham gia vô trong trường, thì cũng lọt vô đi dự những cái trại hè và biểu diễn cho các thiếu nhi toàn quốc. Thì anh cũng đam mê nghệ thuật từ lúc nhỏ, thì thi mới lọt vô trong cái vòng đầu tiên là loại trừ 2000+ thí sinh, còn lại là 100+ thí sinh. Thì vòng thứ hai thì tuyển vô thì còn 40+ thí sinh, vòng 3 thì còn lại 7 thí sinh, tức là lúc đó cái khóa đó là 7 thí sinh của Nha Trang Khánh Hòa và 7 thí sinh của Sông Bé hồi xưa là Bình Dương bây giờ. Và anh cũng đã biết được rằng trong thời gian gần đây có rất nhiều cái chương trình hài kịch, vậy thì anh đánh giá thế nào về các chương trình đó? Thì trong thời gian gần đây thì anh thấy về tình hình của, không nói riêng về sân khấu hài, ca nhạc và tất cả các bộ môn nghệ thuật trên sân khấu của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và cả các sân khấu của quần chúng nói riêng, thì hiện nay đang chỉnh lại. Các sân khấu hầu như đang rơi rụng dần. Ví dụ như một số sân khấu hài như 135 Hai Bà Trưng, sân khấu 103, sân khấu Điểm Hẹn Sài Gòn. Nó chững lại là ở nhiều lý do. Cái thứ nhất là về mà mặt khách quan thì người ta không có đến với sân khấu hào cách nhiệt tình như trước đây. Thành thử ra các nhà tổ chức và các sân khấu đã trả lại mặt bằng và đi làm kinh doanh một nghề khác. Như hơn nữa là một phần nữa là do các có lẽ là các nhóm hài hầu như là không có kịch bản mới và cứ cái cũ xà lại hoặc là bình cũ mà rượu mới, tức là diễn viên mới, thì cũng nhiều yếu tố khách quan. Bên cạnh đó thì anh nghĩ cái hiện tại cái internet và cái digital nó gần với chúng ta quá, hầu như là ai cũng có một cái điện thoại và có thể là cũng có coi ca nhạc hay là game trên truyền hình, thì hầu như là các game hài trên truyền hình rất là nhiều. Thành thử ra người ta có thể là sau ngày lao động mệt nhọc người ta về nhà người ta có thể mở điện thoại ra coi. Và khán giả bây giờ thì rất là tinh tế và rất là thông minh hơn ngày xưa. Có thể là họ coi những cái chương trình có dàn dựng, có các diễn viên mà họ yêu thích thì họ mới đến với sân khấu họ mua vé. Bạn tên gì? Mình tên là Kim Tan. Trời ơi, Kim Tan, người ta cái mặt láng lẫy, cái Kim Tan này cái mặt như cái rổ chảo vậy mà Kim Tan. Mình tên là Kim Tan, còn bạn tên gì? Mình tên là Kim Tim. Mày Kim hả? Mày Kim hả? Tao cho mày Kim luôn nè. Bệnh nhân này ấn tượng quá. Thích Tim nữa. Kim Tim. Bạn bắt tay cái xã giao. Mình không thích bắt tay. Bắt chân được không? Khỏi bắt chân, vậy bắt chân đi. Dễ thương quá. Đừng có đụng mình. Có gì đâu, mình làm quen nhau nha. Coi như là bạn thân ở trong này đi ha. Mà sao bạn vô đây? Mình hả? Đam mê từ nhỏ. Mới đẻ ra là muốn vô đây rồi. Nhiều khi muốn thắp nhang lạy bàn thờ cầu mong mà được vô đây hoài hoài ha. Vâng, và đặc biệt là trong thời gian gần đây có rất nhiều nghệ sĩ hài trẻ tài năng đang lên ngôi, đúng không ạ? Vậy thì anh đánh giá thế nào về tầng lớp đó và liệu anh có bị áp lực nào không khi cùng song hành với các bạn trẻ đó? Áp lực thì anh không có áp lực. Thì cái quy luật thì ông bà mình hay nói là tre già thì măng bắt buộc phải mọc. Nếu mà cái tầng lớp anh thì cứ đi hoài thì không còn gì để khán giả xem nữa, không còn cái sự thú vị. Thì các diễn viên trẻ mà lên thì mình là một người nghệ sĩ mình phải rất vui mừng. Thứ hai là bên cạnh các bạn trẻ thì mình phải luôn luôn, các bạn hỏi thắc mắc học hỏi thì mình phải trao dồi kinh nghiệm, có những kinh nghiệm để bày tỏ cho các em.
mà mình sẵn sàng giúp đỡ. Khi mình đứng chung với họ, mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Và họ sẵn sàng nhờ mình viết kịch bản thì mình viết, hoặc sẵn sàng mình có làm live show hay gì cũng sẵn sàng mời các bạn đó. Vâng, khi anh nhắc đến từ live show thì anh đã là một trong người đã tự tổ chức rất thành công những live show riêng mình như là Cười Để Nhớ, không ạ? Nhưng mà tại sao thời gian gần đây thì không thấy anh quảng bá chương trình đó nữa? Anh muốn chững lại hay là anh muốn dành thời gian để bùng nổ lớn hơn? Cái quy định của anh thì trong từng năm, ví dụ trong một năm anh sẽ làm một cái album hài Tết và một cái live show của Nhật Cường trên sân khấu. Anh đã làm đến là live show 1, live show 2, live show 3. Đèn bè thử này thích đi lấy chồng xứ lẻ muốn đồ nên hiên thầm mình. Bên cạnh đó cũng là Hài Xuân, hai cái Hài Xuân và cái album. Mình cũng biết là anh đã chuẩn bị những kịch bản rất là khó khăn. Mình tự viết, Donny đóng giày cho mình và tự viết cho các diễn viên mà mình mời là phải làm sao phải vô hợp vai và phải sao cho hấp dẫn để các bạn đó hỗ trợ cho mình hay. Ở bên cạnh đó phải làm sao cho những vai đó đều hay hết thì cái live show nó mới hay. Thì theo anh quan điểm như vậy. Rồi còn cái về chứng lại thì mỗi người có một quan điểm. Tại sao có nhiều khán giả nói là sao dạo này không thấy Nhật Cường ở trên truyền hình? Mình nói là chắc lẽ diễn dở không ai mời, mình dở cái gì thôi. Nhưng mà thực chất ra thì mình có cái chiêu thức riêng của mình, tức là cái gì đó mình làm cho khán giả nó thèm, nó thiếu thiếu thì người ta sẽ thích thì ăn hoài. Còn nếu làm cho người ta ngán quá, người ta sẽ không còn thú vị nữa. Thì đó, quan điểm đó của Nhật Cường là mình sẽ đi cho đúng con đường của mình, tức là một năm mình sẽ tham gia của những cái live show của mình và tham gia album hài của mình. Bên cạnh đó thì ví dụ như đóng phim hoặc là phim truyền hình, phim là phim điện ảnh hoặc là phim ngắn. Có thể những bạn trẻ mới ra trường có thể mời mình tham gia và có những cái chương trình mà mình thấy có như là ý nghĩa thì mình tham gia. Một điều hiển nhiên là mỗi một người nghệ sĩ thì họ đều có một phong cách của riêng mình. Có những nghệ sĩ thì họ diễn kịch bản của những đạo diễn khác. Nhưng với Nhật Cường thì anh diễn cái kịch bản của chính bản thân anh. Vậy thì cái sự khác biệt có phải nó nằm ở đó hay không? Anh nói cho mình hiểu một cái thế này là ví dụ như bản thân anh hoặc em hoặc tất cả anh vậy, người ta cũng muốn viết cho mình để mình hiểu được mình, để mình diễn thì nó mới gửi đến cái thông điệp cho khán giả thích thú hơn, chứ không có ngoài ra khác cái gì hết. Ví dụ như cái việc người ta không có thời gian để ta viết là một, cái thứ hai nữa là người ta chỉ thích diễn. Có những bạn lại là thích tham gia đủ thứ hết, ví dụ như là thích diễn xuất, thích viết, rồi thích đạo diễn, thích làm tác giả, thích làm nhà sản xuất, tất cả. Ví dụ người ta nói là ủa là một anh sao tham quá vậy, sao muốn làm nhiều thứ hết vậy, thì cái động cơ nào để cho anh để mà phân phát để làm được mấy cái đó. Thì đó là cũng là câu nói mà thú vị. Thì Cường thấy là ở đây á, theo bản thân anh nha, điều thứ nhất là anh phải viết để cho anh hiểu được anh và anh muốn gửi thông điệp đến khán giả. Cái thứ hai phải chính là đạo diễn thì anh mới biết được cái chỗ đó nhấn như nào, chỗ ý đồ của mình, ý đồ của mình để mình đưa vô. Thứ nữa là anh cũng muốn về phòng dựng để anh ngồi và anh tự học dựng và tự cắt để mình biết lúc đó là cái chỗ đó là tiếng cười, lúc đó là cần nhạc, lúc đó như thế nào. Còn không mà mình làm xong rồi nhiệm vụ mình đã xong, đã thấy về đó người ta bỏ mặt thì ta làm sẽ ngoài ý muốn mình, bất công mình phải lên làm lại nữa thì mình không thích cái điều đó. Quý vị nói biết là làm được tất cả khâu đó thì chỉ có những người có tài năng làm được thôi, đúng không ạ? Vâng, anh Nhật Cường thân mến, còn một cái điều nữa mà Bình Minh đang rất là thắc mắc là cái nội dung trong những vở tấu hài của anh thì đều nội dung hết sức là dễ hiểu, mang lại tiếng cười rất là bình dân, rất là gần gũi mọi người. Đó là thời gian trước đây của anh. Vậy thì cái tiếng cười của 2016 liệu có khác với tiếng cười của những năm trước đó hay không? Tiếng cười của anh thì nó cũng mộc mạc, nó đơn giản thôi. Tại vì anh là một chuyên gia đi ăn cắp, một chuyên gia đi nghe lén, một chuyên gia nhiều chuyện. Tại vì anh đã từng ngồi ở những bàn cà phê vỉa hè và ngồi nói chuyện với bạn, nhưng bên cạnh cái lỗ tai này đã ăn cắp bên bàn bên kia, đã nghe những thông điệp gì mình thấy thú vị về, đúc kết lại và ghi vào nhật ký để sau đó mình nhớ, mình có một ý gì hay để mình viết lại. Thứ hai nữa là mình chụp và ăn cắp những cái hình ảnh ở trên đường xảy ra, ví dụ như những vụ đánh ghen, những vụ đánh lộn. Tại sao mình sẽ đặt câu hỏi liên tục tại sao để chi, để nếu sau này mình lọt vô những cái nhân vật đó thì mình sẽ cải biên như thế nào, và một nhân vật đó sẽ không đụng hàng với mọi nhân vật khác. Anh á là muốn nghiêng về một cái là nhẹ nhàng, chống tiêu cực,
phê phán những thói hư tật xấu của xã hội, gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng để khi khán giả coi rồi sẽ thấy à, hình như mình có ở trong nhân vật đó, rồi người ta mới cảm thấy cái sự gần gũi mình hơn. Nhưng bên cạnh đó là cái lối diễn của anh nó không phải là cao, dùng từ phải là cao siêu, lại gọi là nhẹ nhàng, diễn như không diễn. Cái gì anh hả anh? Chứ còn thấy fashion chưa? Anh mặc cái gì vậy? Mặc cái gì là cái gì? Cái này là model fashion. Năm 2019, fashion là bao giờ cũng đi trước một thời đại. Mặc cái gì kỳ cục vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, che cái bụng lại. Trời ơi, mặc vậy anh định mặc gì để chở em lên công ty đó hả? Trời ơi, đi ăn tất ni cuối năm là phải vậy đó. Tụi mình phải gây ấn tượng với công ty. Bởi vì sao? Bởi vì em không nghe công ty ta đồn ầm lại, ta nói hai đứa mình rất là lúa mà không có hộp ở trong đó, nó lúa lét luôn. Em nhìn vô giống như từ quái thú hay là dùng từ gì ăn mày nữa. Trời ơi, cái gì mà quá vậy? Biết là hai đứa mình là nhưng mà quê thì quê, nhưng mà không có mặc như vậy được. Mặc như vậy ra đường người ta dòm chết luôn á. Dòm cái gì mà dòm? Tôi là phải trẻ, phải fashion. Anh Nhật Cường thân mến, gần đây thì điện ảnh hài đang lên ngôi. Vậy thì theo anh thì đâu là yếu tố tạo nên sự ăn khách cho những bộ phim điện ảnh hài như vậy? Theo anh quan điểm á, mà anh sẽ so sánh với cái điện ảnh trong nước và ngoài nước. Nếu mà các nhà sản xuất mà bỏ tiền ra là một bộ phim hoành tráng như bom tấn á, về đánh nhau á, thì đánh không lại Hồng Kông như đánh không lại Mỹ. Về mà hành động action thì cũng không lại, mà về tình cảm thì cũng không lại. Cho nên mình ở thế mạnh nhất là mình về thế mạnh hài. Mà cái quan trọng cái người mà làm bộ phim điện ảnh mà hài để mà cho khán giả xem mà thích thú, bỏ coi rồi coi nữa, là quan trọng nhất là khâu kịch bản. Cái kịch bản làm sao mà nó hay, mà nó có tình huống, nó hấp dẫn thì khán giả rất là thích. À, thấy không? Thấy rồi. Thấy gì? Thấy từ khi ghệ bỏ mày khiền khiền á. Trời ơi, không phải. Gì lại hết không quay mày? Con rắn. Hả? Rắn hả? Rắn đâu? Đó, rắn mối đó. Trời, răng mối cũng sợ nữa. Vâng, và một điều nữa mà khán giả rất ít khi nghe anh chia sẻ về gia đình. Tại sao vậy anh Nhật Cường? Bình thường anh cũng chia sẻ gia đình chứ. Có nhiều người hỏi giờ con anh Cường học lớp mấy. Họ cũng biết là Nhật Thịnh cũng có đóng phim, rồi đóng kịch này nọ. Rồi con anh Cường có theo nghề không? Thì nói đó là chuyện của con mình. Mình không bao giờ định hướng được. Nó thích gì làm đó. Thì thực chất là bây giờ con anh thì cũng là 14 tuổi rồi, mà đang sống với mẹ bên Mỹ, với bà ngoại bên Mỹ. Thì anh thì cũng một là đi qua thăm và sẵn kết hợp đi diễn, hai là mẹ con hè về, tại vì thằng nhóc phải nghỉ học và chơi một vài tháng rồi xong rồi qua lại, rồi xong mình tháp tùng qua luôn. Vâng, thì bây giờ cháu cũng chỉ là đóng một hai vai thôi, nhưng anh có định sau này định hướng cho cháu theo bản nghề giống như anh không ạ? Anh thì không dám định hướng. Định hướng thì con mình nó sẽ sau này sẽ đổ lỗi là nó tại ba hồi đó định hướng con làm diễn viên, biết đâu đến thời của diễn viên con mình nó không nổi tiếng, hoặc là cái cơ duyên của nó không đưa đến đỉnh điểm, rồi cuối cùng nó không được thành được cái mơ ước của nó đổ thừa lại lỗi với mình. Thì thôi bây giờ nó thích làm kỹ sư bác sĩ hay là làm cái gì đó vẽ hay gì đó, đó là quyền của nó. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nhật Cường đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện vừa rồi. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi tặng anh món quà của nhãn hàng Sơn Michael, và xin chúc cho anh đạt được nhiều thành công nữa trong những kế hoạch của mình sắp tới ạ. Cảm ơn em Bình Minh. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.